giải hạng nhất quốc gia bia sao vàng 2023 phát sóng trọn vẹn trên các nền tảng FPT Play. Trần Hoàng Hưng, Đình Bắc, đây rồi, 1-0 dành cho đội chủ nhà Quảng Nam. Và cuối cùng thì Đình Bắc cũng đã có được bàn thắng đầu tiên tại giải hạng nhất quốc gia bia sao vàng 2023. Tuyệt vời. Đây rồi, đôi giày chúng ta đã chờ đợi điều này quá lâu. Và đến tận phút thứ 60 của trận đấu, bàn thắng mới tới. Xuất phát từ quả tạt của đội trưởng Hoàng Hưng. Sau đó thì Văn Toàn là người đã làm tường ngược trở lại cho Đình Bắc. Khá nhịp nhàng. Văn Bửu, được chuyển tốt của Văn Bửu, qua người thành công, cơ hội dành cho Quảng Nam, dứt điểm, đó là Đình Bắc, 1-0, cực kỳ gọn gàng, chỉ một khoảnh khắc thôi khi mà cao thủ Quảng Nam tạo ra được một miếng đánh bất ngờ bên phía ngã cánh phải. Đình Bắc đã có mặt đúng lúc đúng chỗ để ghi được bàn thắng thứ hai trong mùa giải năm nay tại giải bóng đá hạng nhất quốc gia bia sao vàng 2023. Bóng được phát triển từ khu vực trung lộ. Văn Bửu đã có một đường truyền tốt xuống hành lang cánh phải trước khi nhận vào một tình huống trả ngược. Thì Đình Bắc cũng đã có một pha chạy chỗ thông minh. Trong tâm trí của các cổ động viên Quảng Nam thì có lẽ họ sẽ nhớ về một Đình Bắc nhanh nhẹn và xông xáo. Nhưng Đình Bắc cũng là một cầu thủ có khả năng di chuyển tương đối tốt. Thì sẽ sớm nhất được áp dụng đầy đủ ở tại V-League. Đây là một cơ hội dành cho Đình Bắc. Đình Bắc đối mặt, Đình Bắc có hay. 2-0 dành cho cao thủ Quảng Nam. Vẫn là cái tên quen thuộc, Đình Bắc. Cần lốc phía đường biên của câu lạc bộ Quảng Nam. Chạy chỗ hay, dứt điểm gọn gàng. Khi mà chúng ta vẫn còn đang tiếc nuối về cơ hội trước đó của Đình Bắc thì cầu thủ này đã lại lên tiếng. Phút thứ 60, Quảng Nam nâng tỷ số lên 2-0. Đình Bắc khai thác vào đúng vị trí mà trung vệ của câu lạc bộ Phù Đồng khi dâng cao để lại. Dứt điểm nguy hiểm, quá đẹp mắt, quá mạnh và chính xác. Đình Bắc, người tạo ra quả đá phạt, người tạo ra tấm thẻ đỏ cho đối phương. Và bây giờ là một siêu phẩm dành cho cầu thủ 19 tuổi Đình Bắc. Và đó cũng là bàn thắng thứ tư của Đình Bắc ghi được ở mùa giải này cho Quảng Nam. Thi đấu thiếu người thì các cầu thủ Quảng Nam sẽ có nhiều khoảng trống. Đình Bắc, lại là Đình Bắc. Và chuyền bóng của Hoàng Thế Tây, dứt điểm, 2-0. Quá hay, quá siêu phẩm, quá nhanh. Chỉ sau 2 phút thôi, các cầu thủ Quảng Nam đã có 2 bàn thắng của cầu thủ mặc áo số 7, 19 tuổi. Với tâm lý thoải mái thì Đình Bắc có thể làm mọi chuyện. Dứt điểm ở góc hẹp như thế mà cũng ăn. Không hiểu thủ môn Quốc Cường khép góc kiểu gì. 2-0 dành cho Quảng Nam. Đây là cơ hội. Đường chuyền tuyến hai, Đình Bắc. Vẫn là Đình Bắc. Và phối hợp hai, Đình Bắc. Hat-trick dành cho Đình Bắc. Quá hay, và phối hợp ở khu vực trung lộ. Trước đó là những tình huống chuyền bóng hỏng. Và bây giờ là một pha phối hợp hay của Đình Bắc. Thì được 3 bàn thắng và giúp cho Quảng Nam dẫn trước đội chủ nhà Bình Thuận. Tỷ số là 3-0. Ghi bàn vừa rồi có vẻ như Đình Bắc đã bị đau. Chạy lên, không được, pha khống chế không tốt của cầu thủ bên phía đội chủ nhà. Đây là cơ hội, Đình Bắc. Có 4 bàn hay không? Đình Bắc! 4 bàn cho Đình Bắc và 5-0 dành cho Quảng Nam. Và đó là bàn thắng tương tự mà Đình Bắc đã trừng phạt đối với thủ môn Quốc Cường.
Trước đó Đình Bắc cũng đã có một pha dứt điểm ở góc hẹp như vậy. 4 bàn cho Đình Bắc ở trong trận đấu này. Lại là góc hẹp. Thế tài. Đình Bắc thoát xuống khá hay. Vẫn đang là Đình Bắc. Dứt điểm 2-0. Đó là Đình Bắc, một trong những ngôi sao sáng nhất của câu lạc bộ Quảng Nam ở trong mùa giải năm nay. Chiếc cúp lại một lần nữa được các cổ động viên của câu lạc bộ Quảng Nam nâng lên khi mà họ đã có được lợi thế là 2 bàn chỉ trong vòng có 10 phút. Khoảnh khắc tuyệt vời dành cho bóng đá Quảng Nam, và chúng tôi xin phép được trích dẫn sau đây. Kính mời toàn thể quý vị đại biểu cùng tập thể ban huấn luyện của câu lạc bộ Quảng Nam chụp ảnh lưu niệm để đêm cùng nhau sẽ lưu là lại một đêm khoảnh mà khắc tuyệt vời ngày hôm nay. Quảng Nam mà Tam Kỳ không ngủ. Chúng ta sẽ tiếp tục tận hưởng hình ảnh cùng với bóng đá Quảng Nam, và cũng sẽ thay cho lời chào kết trực, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong những mùa giải tiếp theo của các hệ thống bóng đá Việt Nam, giải vô địch quốc gia Việt Nam cũng như giải bóng đá hạng nhất quốc gia Bia Sao Vàng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.